chào mọi người quay trở lại kênh YouTube của An Phát Computer. Thì với mức giá trải dài từ 2 triệu cho đến 20 triệu dành cho một chiếc màn hình thì các bạn sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để mua mẫu màn hình dùng với mục đích văn phòng cũng như là chơi game? Lướt qua một loạt các mẫu màn hình hiện nay nhá, thì ở mức giá tầm trung khoảng từ 4 đến 5 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu một mẫu màn hình khá là ngon, từ giá tiền, thiết kế cho đến màu sắc và hiệu năng. Thì sau đây sẽ là top 4 màn hình dưới 5 triệu đồng đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có Dell S2421H, tiếp theo sẽ là LG 24MK600MB, bên này thì sẽ là Asus VI249HE và cuối cùng là Acer R241IB. Và sau đây thì sẽ cùng vào trong xem từng đặc điểm của mỗi chiếc màn hình này nhé. Đặc điểm chung của cả 4 mẫu màn hình này thì đều sẽ là màn hình phẳng, 4 cạnh viền mỏng cho góc nhìn rộng lên đến là 178 độ, tỷ lệ sẽ là 16:9, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS và tốc độ làm mới sẽ là 75Hz. Thì để đáp ứng nhu cầu cần thiết này, yếu tố đầu tiên mà mình đặt ra thì tối thiểu sẽ phải là một màn hình Full HD tấm nền IPS mà 4 mẫu màn hình này thì đều có thể đáp ứng đủ. Mà một màn hình với độ phân giải Full HD thì chắc chắn thì 24 inch sẽ là một kích thước hợp lý để hình ảnh được hiển thị một cách rõ ràng và sắc nét nhất. 24 inch thì sẽ gần như là tiêu chuẩn khi các bạn chọn mua màn hình đủ để phục vụ mục đích văn phòng hay là chơi game. Với 24 inch thì các bạn còn có thể dễ dàng quan sát cũng như là bao quát toàn bộ màn hình nữa. Và khi đặt màn hình 24 inch ở trên bàn thì các bạn cũng sẽ dễ dàng set up này, ghép 2 hay là 3 màn hình lại với nhau, cũng như là có nhiều không gian để bàn phím, chuột và tài liệu để có thể dễ dàng thao tác làm việc hơn rất là nhiều. Và bây giờ cùng đi vào chi tiết hơn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có Dell S2421H. Với 4.690.000 thì toàn bộ vỏ bên ngoài sẽ được làm bằng nhựa cứng phủ sơn giả nhôm. Và với 3 tông màu chủ đạo sẽ là trắng, đen và bạc, thì nhìn màu sắc thôi các bạn cũng có thể đoán được đây là màn hình của Dell rồi. Khung vỏ bên ngoài thì sẽ là các khớp nối bằng kim loại, thế nên là tổng thể thiết kế ở đây thì khá là chắc chắn. Và góc nhìn thì cũng linh hoạt khi có thể ngửa lên và hạ màn xuống tùy với nhu cầu sử dụng của các bạn. Thì đây sẽ là màn hình chống chói với độ sáng là 250 nit, hoàn toàn ổn khi mà sử dụng trong điều kiện ánh sáng ở trong nhà. Tốc độ phản hồi là 4ms, tích hợp với cả AMD FreeSync, thì nếu có thể kết hợp cùng một chiếc cặp màn hình của đội đỏ nữa thì không chỉ các tác vụ văn phòng mà cả gaming thì Dell S2421H cũng có thể đáp ứng được. Top 2, nếu như bạn đang tìm kiếm một màn hình chơi game 24 inch nhỏ gọn với thiết kế tinh tế mỏng nhẹ nhưng vẫn đậm chất gaming thì LG 24MK600MB với mức giá là 4.550.000 thì chính là sản phẩm dành cho các bạn. Màu sắc ổn với 72% NTSC, khả năng đồng bộ là FreeSync chống xé hình và giật hình để đem lại hình ảnh mượt mà và chân thực nhất, với độ trễ thấp chỉ có là 5ms. Thêm vào đó thì các bạn có thể dễ dàng chơi các tựa game FPS tốt hơn nhờ chế độ đó chính là cân bằng tối này, cùng với thiết lập điểm ngắm bắn được trang bị sẵn ở trong phần cài đặt của màn hình. Và nếu như dùng để lướt web, đọc tin tức thì chế độ đọc sách thông minh cũng có sẵn, giúp hỗ trợ bảo vệ mắt của các bạn tối đa, tránh hiện tượng là mỏi mắt khi nhìn vào màn hình quá là lâu. Tiếp theo, top 3, Asus VI249HE với mức giá là 4.399.000. Khá là nhẹ với mức cân nặng là vào khoảng 3,38kg thì các bạn có thể cầm được bằng một tay và dễ dàng di chuyển cũng như là sắp xếp lại góc làm việc hay góc học tập của mình. Thì đây sẽ là một sản phẩm được thiết kế để quan tâm đến sức khỏe của các bạn với khả năng là kháng khuẩn. Các phím bấm ở dưới này để điều chỉnh cũng như là cài đặt thì đã được Asus xử lý ion bạc kháng khuẩn, giữ cho màn hình của các bạn luôn được sạch sẽ này, giảm khả năng lây lan của vi khuẩn. Và mình thấy tính năng này của Asus khá là hay ho và cần thiết trong thời buổi dịch bệnh hiện nay, khi mà virus thì có thể có khả năng lây nhiễm qua đồ vật và không khí. Thêm vào đó thì công nghệ đó chính là Asus iCare tích hợp với cả Ultra Low Blue Light sẽ làm giảm độ zoom của màn hình cho các bạn trải nghiệm xem thoải mái, đồng thời thì sẽ lọc được năng lượng ánh sáng xanh sẽ bảo vệ tối đa thị giác cũng như là hạn chế tình trạng là nhức mắt, mỏi mắt khi mà phải làm việc hàng giờ đồng hồ. Độ sáng ở đây thì sẽ rơi vào khoảng là 250 nit, sẽ cung cấp đủ năng lượng ánh sáng cần thiết vận hành tốt mọi các tác vụ thiết yếu cơ bản khi các bạn làm việc ở trong nhà như là Word, Excel, PowerPoint, xem phim hoặc là lướt web, đồng thời thì sẽ giúp thiết bị tiết kiệm điện năng một cách đáng kể nữa.
Cuối cùng, siêu mỏng nhẹ nhất chỉ có 6,6mm Acer R241IB với mức giá là 4 triệu 199.000 đồng. Thì đây là mẫu màn hình dành cho văn phòng nhưng mà kiêng được cả gaming khi mà đáp ứng đủ 4 tiêu chí cơ bản của một mẫu màn hình cần có. Đầu tiên, thiết kế sang trọng, cực kỳ mỏng. Thứ hai, hình ảnh sắc nét. Thứ ba, chơi game ấn tượng với thời gian phản hồi là 1ms, tích hợp với cả công nghệ FreeSync sẽ loại bỏ hiện tượng bóng ma, tích hợp cho nhu cầu của các game thủ phổ thông hiện nay. Và cuối cùng đó chính là bảo vệ mắt cả ngày với Acer Confi View chống chói. Ngoài ra thì sẽ có thêm công nghệ là Flickerless sẽ giảm hiện tượng nhấp nháy gây mỏi mắt này. Blue Light Filter thì sẽ loại bỏ ánh sáng xanh gây hại cho mắt. Và cuối cùng thì sẽ là chế độ 3S1 bảo hành 24/7 của Acer, một đổi một trong 3 ngày. Thì mình nghĩ Acer 241IB khá là rẻ trong tầm giá mà các bạn nên đầu tư nhá. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có một điểm chung nữa là cả 4 mẫu màn hình này thì đều có các cổng kết nối như là HDMI, VGA để hỗ trợ dễ dàng kết nối với mọi máy tính hoặc là laptop. Và nếu như các bạn thì các bạn sẽ chọn mẫu màn hình nào, bình luận ở dưới cho mình biết nhé. Đường link sản phẩm của 4 mẫu màn hình này thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cũng như là các chương trình khuyến mại để cho mọi người có thể click vào luôn. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.